Công an tỉnh Tiền Giang vừa phát hiện 30 người dương tính với chất ma túy tại quán karaoke Nam Dầu nằm trên địa bàn thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Theo thông tin ban đầu, vào lúc 0 giờ 50 ngày 26 tháng 11, cảnh sát kiểm tra hộ kinh doanh karaoke Nam Dầu. Thời điểm trên, quán có 6 phòng hát đang hoạt động. Qua test nhanh, lực lượng chức năng phát hiện 30 trên 33 dương tính với chất ma túy. Ngoài ra, công an còn thu giữ các dụng cụ để sử dụng trái phép chất ma túy. Quá trình làm việc ban đầu, các đối tượng đều thừa nhận hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. Cơ quan chức năng đang lập hồ sơ xử lý các đối tượng sử dụng, tổ chức sử dụng chất ma túy. Các cá nhân khác có trách nhiệm quản lý cơ sở kinh doanh karaoke để xảy ra hoạt động sử dụng trái phép chất ma túy, kinh doanh dịch vụ karaoke ngoài khoảng thời gian từ 8 giờ đến 24 giờ mỗi ngày.